mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thiền để khắc phục cửa đau. Hôm nay là Tân Niên, tôi xin chúc quý vị năm mới đầy hạnh phúc. Phong tục của thế gian vốn là như vậy. Chúng ta là người xuất gia, lẽ ra không theo thói quen đó, nhưng chúng ta hãy còn là người ở trong thế gian. Nếu như quá xa cách thế gian, thì chúng ta sẽ xa lìa mọi người. Bởi vậy, tôi vẫn y theo tục lệ, chúc mỗi người một câu năm mới vui vẻ. Tôi lại nói thêm bài kệ này. Kim phùng nhất cụ bát nhị niên, thập phương tụ hội lai tham thiền. Hồi quang phản chiếu quán tự tại, vạn Phật thành trung tuyển thánh hiền. Nghĩa là năm nay 1982, tham thiền tụ hội tại vạn Phật, hồi quang phản chiếu quán tự tại, thánh hiền tuyển lựa chính nơi đây. Bởi vì năm mới đem tới hạnh phúc. Tương tự như vậy, tham thiền ai cũng có thể đạt tới cảnh giới thiền duyệt vi thực, tức là lấy niềm vui tham thiền làm chất bổ nuôi dưỡng mạng sống. Người tham thiền chân chánh, giàu đã ăn hay chưa ăn, mặc áo hay chưa mặc, ngủ rồi hay chưa ngủ, đều không nhớ. Tham tới chỗ rốt ráo thì trên không biết có trời, dưới không biết có đất, chẳng giữa không thấy có người. Y đã hòa với hư không là một. Y sống trong một cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả. Trong cảnh huống đó thì giàu có đau chân cũng đâu có ngại chi, đau lưng cũng không sợ gì. Bất luận chuyện gì xảy đến, y đều khéo léo dùng sức kiên nhẫn để chịu đựng mọi thứ. Bởi không thấy có người, có ta, có chúng sanh, có thọ giả, vậy thì ai là người đương cảm thọ cái đau? Hơn nữa, khi quý vị đã vượt qua được cửa đau, thì quý vị không còn biết đau là chi. Nếu quý vị chưa qua được cửa ải, thì cái đau vẫn còn. Vượt qua được cửa đau thì không những thiền giả hết đau, mà y còn được tự tại và vui sướng vô cùng. Không có gì tuyệt diệu và sánh cho bằng pháp môn tham thiền, bởi tham thiền mới đưa ta tới trạng thái thiền duyệt vi thực và pháp hỷ sung mãn. Cũng vì vậy mà xưa nay các thiền gia có thể ngồi luôn nhiều ngày mà không đứng dậy. Chân họ có bị đau không? Đương nhiên là có đau, nhưng họ chịu đau được, họ có thể chịu đựng những gì mà người khác không thể chịu nổi. Họ có sức tinh tấn dũng mạnh, chỉ biết dấn thân bước tới, chứ không biết lùi, do đó họ mới thành công. Tham thiền phải có đủ nhẫn nại, vì nhẫn nại là vốn liếng của sự khai ngộ. Ví dụ, khi làm thương mại, ta phải có tiền vốn. Đủ vốn thì việc kinh doanh mới phát triển được, và có lợi nhuận. Tương tự như vậy, khi tham thiền, chúng ta phải khắc phục cái cửa đau. Vượt qua được cửa đau rồi thì con đường sáng sủa rộng mở, dẫn ta thẳng tới cảnh giới minh tâm kiến tánh. Khi chưa qua được cửa đau thì ta vẫn còn ở trong tình trạng sơn cùng thủy tận, đường tắc nghẽn. Khi vượt qua được cửa đau thì cảnh giới của quý vị là dưới liệu hoa tươi lại một thôn. Lại có câu như sau: không xả được tử, không đổi được sanh, không xả được giả, không thành được chân, không xả được khổ, không đạt được lạc. Khi tâm thiền, chúng ta phải có một tinh thần như vậy mới có hy vọng thành công. Phải phá được cánh cửa gian nan khốn khổ mới thấy được một cảnh giới khác. Bởi lý do đó mà chúng ta phải chuyên nhất trong việc tham thiền. Quý vị hãy chú ý, chúng ta đến đây là để tham thiền, không phải để lãng phí thời giờ. Phải mang hết chí nguyện thành thật mà dụng công, với tất cả sự nhẫn nại chân chánh để ngồi thiền. Phải nhớ một điều rằng trên thế gian không có thứ gì gặt hái được mà chẳng do công lao khó nhọc mang lại. Không bỏ công làm nhưng lại muốn hưởng, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đó là mơ tưởng hão huyền của kẻ ngu si, chẳng thấy được, không hề ra sức lại mong thành tựu. Qua năm mới, quý vị có một kỳ vọng mới, đó là hy vọng được khai ngộ. Chúng ta hãy hướng tới mục tiêu này mà gắn sức tiến tới. Nghĩ chưa đến được cảnh giới khai ngộ thì không ngừng tham thiền. Hòa thượng Tiên Hóa giảng trong khóa thiền tập tháng 1 năm 1982. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。